ông bà cô chú anh chị em đã quay trở lại kênh của TV Lab. Hôm nay mời cả nhà cùng ăn món mới với mấy chị bé. Món này mà mấy chị mới nghĩ ra luôn cả nhà ơi. Cái này là bánh bánh quy. Mình nghĩ là ăn sẽ không có mặn đâu. Bánh tay đây là bánh nó là không có đường dành cho người kiêng. Rồi thì ở đây là mấy chị chế nha cả nhà. Đây là cá hồng, cá ngừ nha. Mình sẽ cho mayonnaise vô. Dạ, mình sẽ ăn với cái bánh lạc này nha. Không biết là cá ngừ trắng đó cả nhà, nó khác gì với cá ngừ bình thường. Cái tuần mà chọn sốt mayonnaise nha, nhưng mà mình ăn ít sốt hơn. Mình sẽ ăn cái bánh lạc. Bánh lạc này là có thể dành cho người ăn kiêng cũng được. Rồi thêm một chút, nó không có chứa đường. Mình cho thêm một chút muối tiêu nha. Rồi bé chị Nam, rồi bé mở bánh ra nha. Cái bánh này mời ông bà cô chú anh chị em cùng ăn nha. Mình sẽ để cá ngừ ở trên bánh này. Bánh lạc nước miếng tuôn rơi. Cái này mình ăn vừa có đạm nè, cho một ít mayonnaise có chắc cũng không thấy nổi đâu. Ngon quá. Rất là hợp luôn cả nhà. Ở đây người ta dễ là mình có thể ăn với lại cá hồi nướng, thịt bò hay là ăn với phô mai với cà chua. Các chị nghĩ là cả nhà không có bánh này thì mình mua bánh AFC á cả nhà, nó cũng ngon. Cái này mình có thể thay bữa chính luôn. Ngon quá, giòn tan quá. Bánh này rất là giòn ha chị, giòn lắm luôn. Nó không có ngọt, ngon. Nó không ngọt cũng không mặn. Ăn nó ăn không nó cũng ngon, ăn không ghiền luôn. Và cái nha, cái gì vậy bé, không có phải bẩn cám gì cả nhà. Tại mình thấy ngon mình nói thôi. Cái mày này nó vô cái dầu mà nó bị rã ra rồi. Chắc mà phải xịt thêm, có bé thích xịt thêm không? Thơm. Ngon. Hôm nay nó thích ăn cá hồng, cá ngừ. Mà cái món này nó cũng rẻ lắm cả nhà. Thật cá ngừ này cũng không có mắc. Mà mình ăn chơi vậy đó. Rồi ăn hai bữa chính luôn. Có chất nhiều quá. Mấy mấy bớt mấy. Mời cả nhà nha. Ngon quá đi. Chị bé em thích loại mayonnaise lắm luôn. Cái loại mayonnaise này là của Mỹ. Mà mua giá nó cao quá nên mình phải chờ nó sale quá cả nhà. Sale thì giảm nửa giá luôn. Bé chị là rất là thích săn sale quá cả nhà. Ngon quá. Má này hấp dẫn quá. Nghe có thể ăn chín ăn chơi mà mình không sợ mặt thì có đạm. Các chị ngồi xa cho cả nhà thấy cái trái bí đỏ gần đến cái mùa Halloween này nên là các chị Happy Halloween. Happy Halloween. Còn cái bí đỏ Còn cả nhà thấy cái áo này mới không cả nhà? Đây là cái áo mà tự tay bé em đan luôn á. Để bữa nào bé em review cho cả nhà xem nha. Đang lên là đang cái áo lạnh quá trời luôn cả nhà, tại vì nhiều khi mình bận á, mình đâu có đi làm, khi nào mình rảnh á mình mới ngồi mình đan. Như 3-4 tháng luôn á. Mỗi tối á mình rảnh mình đan được chút xíu rồi chứ buổi sáng mình không có thời gian á. Thành ra rất là lâu. Tính.
ở trong đây có rất là nhiều phong với cả nhà. Bữa giờ bé em ăn cái này thay cơm, không ăn cơm mà ăn có một phong thôi, chứ không biết cũng không ăn gì. Mời cả nhà nha. Quá hậm. Chị cho biết không ăn lên nè. Chị sẽ đi lẫn trộn với nước. Tức đây hả? Ngon quá ông bà cô chú ơi. Thế mà cả nhà có muốn ăn thử cái món lạ lạ nè. Mình gắn cơm thì mình sẽ ăn bánh này. Cái bánh này nó mỏng lắm luôn. Mà nó có hơi muối nhẹ, cả nhà nó không có mặn lắm. Ngon hả chị ha? Ghiền quá. Tại vì á, có kiểu khác người ta ăn cái bánh này với lại cà chua với phô mai á. Mà kiểu bánh tay á cả nhà. Mình không mới biết ăn mấy đó nên mình làm cái này. Quá ngon. Hấp dẫn quá. Mà cái này á, cả nhà mấy chị nó chắc hết cái dầu ngâm, đúng rồi, người ta ngâm dầu rồi mình chắc mình bỏ hết cái dầu rồi. Để cho mayonnaise nó không có bị loãng hả? Cái này là mấy hộp cá vậy chị? Ừ. Mình ăn đến đây là cũng đã khá là no rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà xem hết video nha. Nếu mà cả nhà thích video, mong là cả nhà sẽ luôn theo dõi những video tiếp theo của mấy chị bé em nha. Tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, bye.